đoàn viên thanh niên đến từ câu lạc bộ văn nghệ Mỹ Khoa Dược cũng như đội văn nghệ xung kích và bệnh viện đại học Khoa Dược thành phố Hồ Chí Minh thể hiện. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cảm ơn kính mừng vừa rồi được không ạ? Mang sứ mệnh là câu nói giữa thanh niên và đất nước, là cái nôi để sức khỏe, lòng nhiệt huyết, khoai bão như lòng yêu nước của thanh niên được thể hiện một cách rõ ràng nhất. Từ tháng 12 năm 1976, đoàn ta đã chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mang trên mình nhiệm vụ là nòng cốt thanh niên của đất nước, mang những con người cùng mục tiêu, cùng chí hướng như đầy tài năng và sức trẻ đến một nhiệm vụ chung là kiến thiết đất nước. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Vâng, đó sẽ mãi là những lời luôn in sâu trong lòng mỗi chúng ta, động viên, nhắc nhở để chúng ta không ngừng rèn luyện và phấn đấu. Và hôm nay, trong không khí hân hoan của ngày lễ kỷ niệm 85 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Đại học Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức buổi lễ kỷ niệm cũng như rất hân hoan giới thiệu và trao tặng danh hiệu luôn chẳng làm theo lời Bác cùng với hội thi khúc ca Đi lần thứ hai và thi đua lập thành tích chào mừng 45 năm thành lập Đại học Bây giờ thành phố Hồ Chí Minh 1976-2016. Đó chính là lý do của đại ngày hôm nay. Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.
cùng các đồng chí trong ban thường vụ, ban thư ký hội sinh viên, ban chấp hành và hơn 500 đoàn viên thanh niên có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và để cùng nhớ lại những tháng đã qua, tôi biết đâu trong khó khăn cũng như không kém phần tự hào. Xin mời quý vị thầy cô và các bạn chúng ta cùng bước mắt vào sân khấu để xem đoạn clip được thực hiện bằng công nghệ stop motion do các bạn sinh viên Hoa Dương thực hiện. Thank you.